tất cả các bạn đã đến với kênh Y tế Thư Vi tháng 86 của mình. Thì trước tiên đến với cái một ngôi mộ của những người nổi tiếng khác, thì mình xin review lại tất cả những cái ngôi mộ của những nghệ sĩ, những nhà văn, những soạn giả nổi tiếng và những cái người mà chúng ta thần tượng từng biết một thời. Có khi chúng ta đã xem qua những sách báo của họ, có khi chúng ta hát những bài hát của họ, có khi chúng ta xem họ diễn và có khi xem những bộ phim của họ viết ra nhưng chưa bao giờ biết đến họ. Thì đây là một trong những tất cả những cái khu ngôi mộ mình đã từng review trên cái kênh của mình. Nếu bạn nào có nhờ ý muốn xem hay là muốn biết thêm thì có thể đăng ký cái kênh của mình và xem lại tất cả trên các video của mình. Thì có những người các bạn sẽ yêu thích hay là những có những người mà các bạn đã yêu thích nhưng mà chưa bao giờ gặp một lần nào. Và sau khi xem xong cái đoạn video ngắn này thì mình sẽ xin mời các bạn đến cái khu đồi tâm linh của Hậu Viên Nghĩa Trang Bình Dương xem nó có cái gì. Và đặc biệt hơn là một cái ngôi mộ của giáo sư Lý Chính Trung và những người con của ông đều nằm đây. Đây là một giáo sư và các con của ông đều là những nhà báo có tiếng thời bấy giờ. Và cái khu mộ rất là đặc biệt. Khu mộ có gì thì lát nữa mình sẽ review sau cho mọi người biết. Thì ở đây là trước mặt mọi người là đồi tâm linh ở Hậu Viên Bình Dương luôn. Thì không biết là nó như thế nào. Thì đây mọi người, ở dưới là có hai bức tượng Phật của hai vị Bồ Tát và chính giữa là một cái lối đi. Chắc chắn đúng của mình điện thoại mà tướng Hugo không. Giờ thử mình lên đài tâm linh coi thử là ở trên nó có gì nha mọi người nha. Đây. Rất là đẹp. Cái này khoảng 100 năm sau là gọi là di tích luôn á. Lâu lâu đi lên mấy chỗ này đau chân mà nó mệt quá. Mình càng ngày càng mập hơn hay sao mọi người? Cái chiều này mà vài bữa mà leo núi này đi quay xong quay vô nổi rồi. Lại còn thêm một cái nữa, thiệt không? Mình xây cái màn hình của mình nó hơi méo, mình cứ tưởng rằng là Google không mà từ sau nó êm dữ mà thật ra nó giật rất là nhiều. Ở thì phía sau lưng mình là cái lối lên nè. Ở dưới đây có một cái tầng lên và phía dưới kia cũng có một cái là mình phải leo lên hai cái gì. Và đây là cái khung cảnh phía trên cái đồi tâm linh nha. Có vị Thích Ca và hai vị Bồ Tát ngồi hai bên. Xung quanh thì cũng có mấy vị Bồ Tát nữa. Ở trên đây là có Phật rồi người ta mở bài kinh đó mọi người. Qua đây mà là gọi là cái trái đầu tiên. Mình thấy ở một số nước khác họ ăn trái này nhưng mà ở mình thì thấy ăn chỉ có làm thuốc thôi. Rất là to. Đây là có trái là bự kìa. Trái này chưa bự nha, có trái to gì nè. Rất là nhiều. Quay bằng Google nha mọi người nha. Lâu lâu mình đi lên trên mấy cái dốc này mấy bước chân nó hơi đau, hơi mệt, càng ngày càng mập lên.
lách lên nó giờ lách xuống. Xuống nó khỏe hơn. Thì kênh của anh Dũng là YouTube TV886 này Dương những cái mẫu cổ, mẫu nổi tiếng rồi. Mấy bạn nào mà thích mồ mã thì tới coi YouTube TV86 ITV nha. Như mấy cái video trước các bạn có coi xem kênh của cái bạn này thì quay về cái hồ viên ở khu Bình Dương này. Thì đây là cũng một trong những cái cảnh ở đây luôn, rất là đẹp. Và xung quanh đây là khu mộ gia đình rất là lớn, như mọi người thấy là đã xem cái kênh của YouTube TV886 thì rất nhiều khu mộ rộng lớn và bề thế, có ngôi mộ tới mấy chục tỷ. Thì đây là cũng một trong những cái khu ngôi mộ gia đình rất là lớn. Gia đình của khu mộ họ Nguyễn và Lý, đúng không? Cái này là của gia tộc luôn. Khi mà người nào là mất tiền thì người ta sẽ chôn ở đây. Người nào có tiền người ta sẽ đặt mua ở đây. Rất là đắt tiền mọi người. Rất là dễ. Mỗi cái vị trí đó ở đây, cái giá của nó nếu mà mua cũng không khác gì mà đắt người sống ở đâu mọi người, khá là mắc. Và tiếp theo thì mình xin giới thiệu cho mọi người biết đây là một khu mộ của một giáo sư tên là Lý Chánh Trung. Và nói ông là theo mình biết sơ sơ thôi, tại vì khi vào mình thấy chân diện ở khắp ngôi mộ hầu như là nó rất khác so với người ta. Như mọi người thấy là có một tháp mà để những cuốn sách bằng đá. Và đây là những cuốn sách mà ông giáo sư ông viết để lại rất là nhiều. Đó như là những khoảnh khắc thời cuộc mình thấy khá là nhiều luôn. Và đây cũng là một cái ngôi mộ mình đi, mình cảm thấy rất là đặc biệt. Và nơi đây thì mình thấy không những có giáo sư Lý Chánh Trung không, mà có những các con của ông luôn. Có Lý Trung Dũng và cái gì nữa, mấy người lận mọi người. Đây là những cái tác phẩm của ông và các con của ông. Thì theo mình biết chút về đây là thì các con của ông sau này cũng là những nhà báo khá nổi tiếng. Thì mình đi cũng rất nhiều ngôi mộ nha mọi người. Từng ngôi mộ có cái trang trí hay là cái kiểu cách khác nhau, như nghệ sĩ hay những người có tiền, những người có quyền quý hay là có người có chức vị trong cái xã hội này. Thì mình thấy đây đậm chất luôn của một cái giáo vị giáo sư. Các bạn thấy không, sách không, toàn là sách xung quanh từng khóm là người ta làm những cái tảng đá điêu khắc sách, ổ sách chứ, được điêu khắc sách bằng tảng đá. Thì nó có cái tự đề luôn của ông luôn và những cái người con của ông. Thì bây giờ cái mình thì ít khi đọc sách so với ngày xưa. Bây giờ cái gì người ta cũng cầm cái điện thoại lên và bấm. Nhưng mà chính cuốn sách này mình thấy nó có nhiều cái hay hơn. Nó giúp chúng ta có ghi nhiều hơn là cầm những chiếc máy điện thoại và để cho người ta đọc cho mình nghe. Thì ở nơi đây cũng là một phần trong cái khu Hồ Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Nhìn rất là đẹp. Đây là cái khung cảnh xung quanh nè. Và cái bài trí rất là khác những khu mộ khác. Nhìn rất là đẹp. Chào các bạn, thì hiện tại mình đang đứng ở một khu mộ gọi là mộ gia đình nha. Đây là một trong những cái người phải nói có tiếng trong những ngành báo chí ngày xưa. Thì khi mình tới thì cũng là một cái vô tình thôi mọi người, chứ không phải là trên đường rồi mình tới luôn. Và mình thấy rất là đặc biệt nên muốn review lại cho mọi người xem. Và nó như thế nào thì mình vừa review mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người biết. Thì đây mọi người, đây là cái khu mộ gia đình của giáo sư Lý Chánh Trung. Đặt một tấm bia rất là lớn. Và đây là toàn cảnh khu mộ của ông. Thì đây là cái phần một phần của gia đình ông giáo sư Lý Chánh Trung. Lúc này mình đã đi sơ sơ cho mọi người ở trong rất là đẹp. Thì lúc nãy đã đi sơ qua, đã review cho mọi người thấy sơ qua. Thì đó chỉ là một góc bên cái phần khu mộ thôi. Và đây mới chính thức là cái khu mộ chính. Từ cổng nhìn vào có một cái cuốn sách rất là lớn và trên đó đi ghi cái dòng chữ rất là hay, nhưng mà tại nó quá dài nên mình cũng không tiện đọc lên cho mọi người biết. Thì trong đây không phải là cái ngôi mộ của ông không, mà là có cả những người trong gia đình ông, như là con của ông. Đây là nhà báo Lý Trung Dũng. Thì nói về phần mộ gia đình thì có rất nhiều cái phần mộ trong một cái khuôn đất và khá rộng lớn. Như khúc đầu các bạn coi là mình đã review một số khung cảnh xung quanh, bài trí những cái cuốn sách bằng đá, nhưng thực ra nó chỉ là cái tự đề thôi. Nhưng mà mình thấy rất là hay. Và cái trước cái từ hướng cửa nhìn vào thấy một cuốn sách ghi những cái dòng chữ rất là ý nghĩa, nhưng mà tại quá dài thì mình cũng không có đứng tiện đọc cho mọi người biết. Đó là phần mộ của ông Lý Chánh Trung mọi người.
Và trước mặt mọi người đây là một cái cuốn sách bằng đá được viết một cái dòng cũng khá là dài và có chữ ký của ông giáo sư Lý Chánh Trung luôn. Nhưng mà ngồi thấy khá là lớn, đây là bằng đá cẩm thạch luôn nha. Và phía bên đây thì đây là cái con của ông Lý Tiến Dũng, ông cũng là một nhà báo luôn. Ở đây cũng thấy có rất nhiều cái ngôi mộ nằm trong cái khu vực này. Thì nói về ông Lý Chính Trung này á, mà theo mình biết chút đỉnh về ông sinh năm 1928 và mất ngày 13 tháng 3 năm 2016. Ông sống tại Trà Vinh. Xưa ông là một chính khách và nhân sĩ yêu nước. Ông nguyên là giám đốc nha trung học công lập của chế độ Việt Nam Cộng Hòa của ngày xưa. Rồi ông còn là ủy viên chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là đại biểu quốc hội cả ba khóa 6, 7 và 8 luôn. Thì đó là một chút ít mình biết về ông thôi. Thật ra một YouTuber như mình thì nếu mà để mà biết về tất cả những cái mình quay thật ra là rất là khó, tại vì kiến thức rất là hạn hẹp. Nên có nhiều người kêu tại sao là biết là thiếu sót hay là không biết mà nói, nhưng thật ra là những người YouTuber như mình là chủ yếu là để quay lại những cái cảnh để cho những cái người mà người ta yêu quý mà ở xa quá, nhất là những người lớn tuổi thì người ta không có đi đến được, thì mình chủ yếu là quay để cho mọi người biết. Và cái kiến thức của mình rất còn hạn hẹp nên cũng rất mong mọi người cũng đừng có mà nói chung là không thông cảm cho, tại vì một YouTuber cũng mình không phải là một nhà lịch sử hay là một cái nói chung về kiến thức rất hạn hẹp, nên mong mọi người, nhiều người bình luận là kêu tại sao thế này thế nọ, nhưng cũng mong là cái qua cái video này luôn mình cũng xin nói rõ là cũng rất mong mọi người thông cảm. Thì đây là cái toàn cảnh của ngôi mộ của cái ông giáo sư Lý Chánh Trung. Thì cái video này mình không phải quay, nói chung là chắc chắn là chỉ có những người lớn tuổi người ta xem thôi. Tại vì ông rất là lớn tuổi và ông ở cái trước cái chế độ ngày xưa nữa, nên hầu như là bây giờ là cái giới trẻ không còn biết nhiều về ông. Nên đây là một cái góp nhặt trên bước đường mình đi. Đây là cũng giống như một cái duyên mọi người, tại vô tình đi vô mình thấy luôn một khu mộ khá là đẹp. Và mình muốn quay lại nơi ông an nghỉ, cũng giống như là để tri ân ông, để lại những tác phẩm để cho hậu thế sau này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều.